Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Các con thân mến, giờ học hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 4, tập 1, bài 10, Triệu và lớp Triệu. Trước tiên chúng ta làm bài tập 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở bài tập 1 chúng ta có 3 câu. Câu A, câu B, câu C. Trước khi chúng ta làm bài tập 1 thì chúng ta ôn lại những cái kiến thức về triệu và lớp triệu. Như chúng ta đã biết, cứ 100.000 gọi là 1 triệu. Viết là một chữ số 1 đứng trước và 6 chữ số 0. 10 triệu gọi là 10 triệu, viết là một chữ số 1 và 7 chữ số 0 liền sau. 10 triệu gọi là 100 triệu và 100 triệu thì viết là một chữ số 1 và 8 chữ số 0 liền sau. Lớp triệu gồm các hàng bé nhất ở lớp triệu là hàng triệu. Rồi lớn hơn là hàng chục triệu và lớn nhất là hàng trăm triệu. Nghĩa là cũng có 3 hàng, một lớp lớp triệu cũng có 3 hàng như các lớp khác. Thế như vậy, đến hôm nay chúng ta đã học đến lớp thứ 3. Đấy, lớn nhất. Đó là lớp triệu, phải không? Sau lớp triệu là lớp nghìn và sau lớp nghìn là lớp đơn vị. Bây giờ chúng ta trở lại bài tập. Câu A. 300.000, 400.000, 500.000, ... Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải điền số thích hợp vào chỗ chấm này. Ở đây có 3 chỗ chấm. Muốn điền được số thích hợp vào chỗ chấm này, bây giờ chúng ta xem 3 số tự nhiên này nó có mối liên hệ như thế nào. Từ 300.000 đến 400.000, tức là 300.000 kém 400.000, 100.000 hay 400.000 hơn 300.000, 100.000. Ta sẽ lấy 400.000 trừ 300.000 bằng 100.000. 400.000 với 500.000 thì nó quan hệ như thế nào? Ta lấy 500.000 trừ 100.000 thì bằng trừ 400.000 bằng 100.000. Như vậy, từ 400.000, từ 300.000 đến 400.000 thì ta thêm 100.000. Từ 400.000 đến 500.000 ta cũng cộng thêm 100.000. Như vậy, quy luật ở cái dãy số này là số liền sau hơn số liền trước 100.000. Từ 500.000 ta viết được số tự nhiên nào? Ta lấy 500.000 cộng 100.000 bằng 600.000. Như vậy, chỗ chấm thứ nhất ta viết 600.000. Cộng 100.000 bằng 700.000. Như vậy, chỗ chấm thứ hai ta điền 700.000. 700.000 cộng 100.000 bằng 800.000. 800.000 rồi đến 900.000 là số đã cho. Và chúng ta thêm một chỗ chấm nữa là 4 chỗ chấm. 900.000. Bây giờ ta cộng thêm 100.000. 900.000 cộng với 100.000. Không cộng 0 bằng 0, 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 0 bằng 0, 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy ta được số 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0 liền sau đó. Như vậy chúng ta số này nó là một gì nhỉ? 1 triệu, phải không? Như vậy 900.000 cộng 100.000 bằng 1 triệu. Như vậy ta điền chỗ chấm thứ tư là 1 triệu.
Tiếp theo câu B. 2 triệu chấm phẩy 4 triệu chấm phẩy 6 triệu chấm phẩy chấm 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 phẩy chấm 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 phẩy chấm chấm chấm. Như vậy ở câu B này chúng ta cũng phải điền vào 3 chỗ chấm thích hợp. Muốn điền được vào các chỗ chấm này, bây giờ chúng ta cũng phải xem, chúng ta xét xem quy luật của cái dãy số này. Từ 2.000 đến 4.000 ta thêm 2.000, 2 triệu. Từ 2 triệu đến 4 triệu ta lấy 2 triệu cộng với 2 triệu bằng 4 triệu. 4 triệu cộng 2 triệu bằng 6 triệu. Như vậy quy luật của cái dãy số tự nhiên này chính là từ số tự nhiên liền trước đến số tự nhiên liền sau ta thêm 2 triệu. Như vậy 6 triệu cộng 2 triệu bằng 8 triệu. Vậy số chấm, chỗ chấm thứ nhất ta điền 8 triệu. Cộng 2 triệu bằng 10 triệu. Cộng 2 triệu bằng 12 triệu. Như vậy, dãy số ở trong câu B là 2 triệu chấm phẩy 4 triệu chấm phẩy 8 triệu chấm phẩy 6 triệu chấm phẩy 8 triệu chấm phẩy 10 triệu chấm phẩy 12 triệu. Tiếp tục chúng ta làm câu C. 10 triệu chấm phẩy 20 triệu chấm phẩy 30 triệu chấm phẩy chấm 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 phẩy chấm 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 phẩy 60 triệu chấm phẩy chấm 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 phẩy chấm 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 phẩy 90 triệu chấm phẩy chấm chấm chấm. Bây giờ muốn điền được số thích hợp vào chỗ chấm này, chúng ta cũng phải xem quy luật của ba cái số tự nhiên đã cho. Từ 10 triệu rồi đến 20 triệu. 10 triệu chúng ta cộng 10 triệu bằng 20 triệu. Tại sao cộng 10 triệu? Ta lấy 20 triệu ta trừ đi 10 triệu bằng 10 triệu. Như vậy ta lấy 10 triệu cộng 10 triệu bằng 20 triệu. 20 triệu cộng 10 triệu bằng 30 triệu. Như vậy là từ số tự nhiên nọ đến số tự nhiên kia là ta thêm 10 triệu. 30 triệu cộng 10 triệu bằng 40 triệu. Như vậy chỗ chấm thứ nhất ta viết 40 triệu. Cộng 10 triệu bằng 50 triệu. Như vậy ta viết số 50 triệu vào chỗ chấm thứ hai. Cộng 10 triệu bằng 60 triệu là 60 triệu là số đã cho ở bài. 60 triệu cộng 10 triệu bằng 70 triệu. Vậy chỗ chấm thứ 3 ta viết 70 triệu. 70 triệu cộng 10 triệu bằng 80 triệu. Vậy chỗ chấm thứ 4 là 80 triệu. Cộng 10 triệu bằng 90 triệu. Và 90 triệu là số đã cho. Bây giờ 90 triệu chúng ta cộng thêm 10 triệu. Chỗ này chúng ta lại viết nháp. 90 triệu cộng 10 triệu. 0 cộng 0 bằng 0, 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 0 cộng 0 bằng 0 và 0 cộng 0 bằng 0. 9 cộng 1 bằng 10. 9 cộng 1 bằng 10. Bây giờ chúng ta đếm xem. Từ phải sang trái, 3 chữ số là một hàng, phải không? Là một lớp. 3 chữ số 0. Từ bên phải sang đây là lớp. Đơn vị. 3 chữ số 0, 0 tiếp theo là lớp nghìn. Và 3 chữ số 0 này là lớp triệu. Như vậy là chữ số 0 này là triệu,
không này là chục triệu và chữ số 1 là hàng trăm triệu. Như vậy chúng ta có 100 triệu. 90 triệu cộng 10 triệu bằng 100 triệu. Như vậy bài tập 1 vừa rồi chúng ta đã ôn lại triệu và lớp triệu. Lớp triệu là có đến 9 chữ số, đó là hàng cao nhất là hàng trăm triệu, 8 chữ số là hàng chục triệu và 7 chữ số là hàng triệu. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Nối theo mẫu. Ở bài tập 2 chúng ta có hai cột. Cột bên tay trái là các số, cột bên tay phải là cách viết, viết cách đọc số. Bây giờ chúng ta nối cách viết số với cách đọc số. Mẫu ở cột bên tay trái, hàng đầu tiên là 60 triệu. Chúng ta nối với cách đọc bên tay phải là 60 triệu. Đấy, đây là mẫu. Tiếp theo dòng thứ hai, số 600 triệu. 600 triệu. 600 triệu, bây giờ chúng ta nối với 600 triệu. Đây, 600 triệu là hàng thứ 1, 2, 3, hàng thứ 4 của cột bên tay phải. 600 triệu. Tiếp theo, hàng thứ 3 của cột bên tay trái, 86 triệu. 86 triệu, chúng ta nối với hàng thứ hai của cột bên tay phải, 86 triệu. Dòng thứ tư ở bên tay trái, 16 triệu. 16 triệu chúng ta nối với hàng cuối cùng của cột bên tay phải, 16 triệu. Và dòng cuối cùng của cột tay trái, 6 triệu. 6 triệu chúng ta nối với hàng đầu tiên của cột bên tay phải. Bài 2 vừa rồi, chúng ta đã nối cách viết số với cách đọc số tương ứng. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Bài 3 là một bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất là số. Cho số 3.250.000 và số 325.000. Ở cột số này thì dòng thứ 2 là nêu giá trị của chữ số 3. Dòng thứ 3 nêu giá trị của chữ số 2 và dòng thứ 4 nêu giá trị của chữ số 5. Mẫu cho số 3.250.000, giá trị của chữ số 3. Chữ số 3 ở đây, chữ số 3 là hàng triệu, thuộc lớp triệu. Như vậy giá trị của chữ số 3 là 3 triệu. Dựa vào mẫu, chúng ta tiếp tục tìm giá trị của chữ số 2 và chữ số 5 trong số 3.250.000. Giá trị của chữ số 2. Chữ số 2 ở đây là thuộc hàng trăm nghìn. Đấy, 2 là thuộc 200.000. Thuộc hàng trăm nghìn và giá trị của chữ số 2 là 200.000. Ta viết vào ô trống nhất là 200.000. Tiếp tục, giá trị của chữ số 5 trong số 3.250.000. Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn. Như vậy giá trị của chữ số 5 là 50.000 hoặc là viết là 50.000. Tiếp theo cho số 325.000. Giá trị của chữ số 3 ở đây, chữ số 3 thuộc hàng trăm nghìn. Như vậy giá trị của chữ số 3 là gì? 300.000. Giá trị của chữ số 2
Chữ số 2 ở đây thuộc hàng chục nghìn. Như vậy giá trị của chữ số 2 là 20.000, hoặc ta viết là 20.000. Tiếp tục giá trị của chữ số 5. Chữ số 5 thuộc hàng nghìn. Như vậy giá trị của chữ số 5 là 5.000. Tiếp tục chúng mình chuyển bài tập 4. Vẽ tiếp để có một hình vuông. Chúng ta quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa. Bài yêu cầu chúng ta vẽ tiếp để có một hình vuông. Ở trong bài thì đã vẽ, đang vẽ dở một hình vuông. Chúng ta thấy là ở đây đã có 3 cạnh. Có một cạnh đã hoàn thiện, có một cạnh hoàn thiện. Bây giờ làm thế nào để chúng ta vẽ tiếp 2 cạnh còn lại và 3 cạnh còn lại? Thì muốn vẽ tiếp được 3 cạnh còn lại, chúng ta đếm cái cạnh hoàn thiện. Ở đây là có những cái dấu chấm. Các dấu chấm này nó cách đều nhau. Chúng ta đếm cái cạnh dọc này, chúng ta đếm xem là có bao nhiêu dấu chấm. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, một cạnh hoàn thiện là có 5 dấu chấm. Mà hình vuông là một hình có 4 cạnh bằng nhau. Bây giờ hai cạnh đang vẽ dở, chúng ta đếm cho đủ 5 dấu chấm thì là nó sẽ cái bằng cạnh đã hoàn thiện. Giờ ta đếm này, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ta đánh dấu, đây là 5. Ta vẽ tiếp. Như vậy, cạnh trên này chúng ta đã được 5 dấu chấm. Cạnh dưới chúng ta cũng đếm đủ 5 dấu chấm. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta nối. Như vậy, cạnh trên và cạnh dưới đủ 5 dấu chấm. Còn lại chúng ta sẽ nối hai cái điểm đầu của hai cạnh trên vừa bên vừa rồi thì chúng ta được cạnh thứ tư. Như vậy chúng ta đã vẽ hoàn thiện hình vuông. Như vậy giờ học vừa rồi chúng mình đã ôn luyện kiến thức về triệu và lớp triệu. 100.000 thì gọi là 1 triệu. Viết là số có 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0 liền sau. 10 triệu gọi là 10 triệu. Viết là 1 chữ số 1 và 7 chữ số 0 liền sau. 10 triệu gọi là 100 triệu. Viết là gồm 1 chữ số 1 đứng đầu và 8 chữ số 0 liền sau. Lớp triệu thì gồm các hàng triệu, chục triệu, trăm triệu. Như vậy chúng ta đã biết được 3 lớp, học được 3 lớp. Lớp bé nhất đó là lớp đơn vị, gồm hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Lớp nghìn gồm trăm nghìn, chục nghìn và nghìn. Còn lớp triệu thì gồm trăm triệu, chục triệu và triệu. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.